Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Cũng sắp đến giáng sinh và cũng là sắp đến Tết Dương lịch 2021. Ở hôm nay cơ sở đồ gỗ Đồ thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn đang theo dõi về các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn các cái mẫu sản phẩm hoành phi cỡ lớn cỡ khủng và gần như đó là các cái hàng độc của cơ sở đồ gỗ đồ thời Hình Lanh. trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi được chạm mà năm chữ Hán nôm cỡ lớn, đó là Đức Trần Triều Hiến Linh. chúng tôi cũng được biết từ các bộ lão truyền lại và bên cạnh là có các cái niên hiệu năm và các cái dòng họ ở khác bên cạnh. Đây là hoành phi năm chữ và có các cái phần tai và tai uh, hai bên là chúng tôi chạm phượng hoàng và trên cùng phần trương là chúng tôi chạm rồng châu mật nguyệt và trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi cái khuôn bên trong là dài 2m37 và hết tai bên ngoài là dài 2m81 rộng 1m27 nó thuộc cung đó là thiên đức và tiến bảo Cung Thiên Đức là dài 2m81 Đây là Hoành Phi chúng tôi nhận đơn đặt hàng Đó là trùng tu lại thì Các bạn đang xem đây là chúng tôi vừa với đốt bằng bình ga xong Đốt không được cháy gỗ thì rất là khó Sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện các công đoạn tiếp theo Và vào dịp Tết này chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các cái bộ sản phẩm Hoành Phi câu đối Chúng tôi sẽ giới thiệu trong video clip này rất nhiều mẫu mã các bạn đang xem đây là bốn đôi cô đối ba đôi cô đối sơn son thép vàng và một đôi cô đối chúng tôi hoàn thiện là pu cánh rán chữ thép vàng Trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi dài một m chín chạm ba chữ phụ tổ đường xen kẽ là các cái cây tứ quý và chữ là thép vàng đài loan nền là sơn son sơn son tức là sơn màu đỏ khác với sơn then sơn then thì tức là sơn màu đen có rất nhiều các cái gam màu cho quý khách tham khảo đó là sơn son thép vàng và sơn then thép vàng và bên cạnh vàng thì cũng có hai loại đó là vàng công nghiệp hay còn gọi là vàng tàu vàng đài loan và một loại vàng nữa đó là vàng mình vàng bốn con chín hay còn gọi là vàng 24 k đây là toàn bộ các cái đơn đặt hàng tới từ các cái nhà thờ tư gia các cái bộ hoành phi câu đối bình thường phổ thông với kích thước chuẩn đó là dài 1m97 câu đối là dài 1m97 rộng 28 và dài 4 phân còn các cái bức hoành phi là dài 1m97 rộng 67 ván dài 3 phân và câu đối thì một bên chúng tôi chạm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh một bên chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh để đối với nhau và ý nghĩa của câu đối tôi đã giới thiệu trong rất nhiều các video clip đó là tổ tông chúng ta có công đức thì muôn đời được thịnh vượng và đối với con cháu mà có hiếu con cháu hiếu thảo thì sẽ muôn đời được hưởng các cái vinh hoa phú quý do tổ tiên chúng ta để lại và các cái bộ câu đối này chữ câu đối sẽ được dùng tới 99% trên thị trường Trong video này tôi sẽ giới thiệu thêm các cái mẫu hoành phi cỡ lớn cỡ đại. Đầu tiên đây là bức hoành phi 5 chữ. Dài 2 m 81 rộng 1m27, chạm dòng trầu mặt nguyệt. Bên trong đó là Đức Trần Triều Hiển Linh. Và cạnh các cái chữ nho to, chúng ta có cái bảng chữ đó là niên hiệu. Và bây giờ thì đến bức hoành phi tiếp theo. Bức hoành phi này được chạm ba chữ đó là cấp cô tư, với rất nhiều các cái ô đố hình thù giống như bàn thờ ô sa đây là chúng tôi làm cho nhà chùa đơn đặt hàng tới từ nhà chùa tại hải phòng thì bước hoành phi này nó có kích thước rất là dài dài tới ba m năm nó thuộc cung tiến bảo và chiều rộng một m hai và ba chữ nho bên trong chúng tôi chạm đó là chữ cấp cô tư thì chữ cô ở giữa chữ tư ở bên tay trái màn hình các bạn và chữ cấp bên tay phải thường thì chữ hán nôm chúng ta đọc từ bên phải sang theo đúng với nghĩa chữ nho còn các cái họa tiết hoa văn đã được chúng tôi đục bằng tay và đây là bức hoành phi làm bằng gỗ giỏi ta theo như nhà chùa yêu cầu thì gỗ giỏi ta so với gỗ gụ thì nó chênh lệch nhau một chút tiền và chỉ là chất gỗ là nó nhẹ hơn thôi. Gần như giá tiền nó bằng với giá tiền gỗ gụ. Và trên mình các bạn đang xem là những người thợ của chúng tôi đang đi vào quy trình đó là thếp vàng. Sau khi đã đổ nước sơn thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình cầm và thếp vàng. Và để thếp được các cái lá vàng này chúng tôi phải căn ke kè giờ kèo rất là chuẩn chỉ để đưa vàng vào, không bị non quá mà không bị già quá thì chất liệu trên bề mặt của gỗ vàng nó sẽ được đẹp hơn, bóng hơn và mịn hơn. Và các cái bản lá vàng đây là lá vàng Đài Loan. Nó có cái diện tích vuông đó là 9 phân 3 hoặc là 9 phân. Chúng ta sẽ thép vào vì phía dưới là chúng ta đã sơn cầm, đó là loại sơn Nhật, sơn đắt tiền nhất hiện nay đảm bảo cho quy trình thiếp vàng được diễn ra đúng cách và mịn thì chúng tôi phải căn ke thời gian và tùy theo các cái thời tiết từng vùng để chúng ta có thể tính được các cái công thức thiếp vàng. Và tiếp theo đây, đó là hai bức cuốn thư. Hai bức hoành phi và bên trong chúng tôi chạm thêm đó là chiếc cuốn thư bên trong. Thì nhiều người đang chưa nắm rõ được có thể gọi đây là cuốn thư lồng hoành phi hoặc như chúng tôi gọi đó là hoành phi lồng cuốn thư tức là khi chúng ta mua bộ sản phẩm này chúng ta sẽ được sở hữu đó là hoành phi và cuốn thư cuốn thư bên trong thì chúng tôi chạm ba chữ đức lưu quang bộ ba chữ đức lưu quang hán nôm này có phụ đề tiếng việt cũng đang được người dân sử dụng tới 99% và các cái bộ chữ khác như phụng gia tiên hay phụng tổ đường hay là phúc mãn đường ngũ phúc lâm môn thì nó được sử dụng ít hơn nó chỉ là tiểu số còn đa số là dùng ba chữ đức lưu quang ý nghĩa là đức độ tỏa sáng thì nó sẽ lưu truyền về muôn đời sau này ý nói tổ tiên của chúng ta người có công đức thì sẽ được lưu truyền mãi về sau này tới đời con đời cháu hai bức sản phẩm này đã được chúng tôi sơn son thiếp vàng đài loan chúng tôi vừa với phủ bóng xong để chờ ngày bàn giao cho quý khách trên toàn quốc. Đồ gỗ hiền lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng và đặt hàng online đồ gỗ hiền lành. Và đây cũng là một bức hoành phi dài 2m81 rộng 1m27 chạm 4 chữ. Và cái phần nền son ở phía dưới thì chúng tôi vừa với mài ra để chuẩn bị đi vào quy trình phủ bóng. Toàn bộ các cái chi tiết đã được chúng tôi thiết vàng Đài Loan và sau khi chúng tôi phủ bóng chúng tôi sẽ gắn các cái đầu này. Đó là đầu rồng và đầu phượng ở phía trên. Quý vị theo dõi. Khi hoàn thiện xong chúng tôi mới lắp vào. Chúng tôi đang cầm rất nhiều hoành phi câu đối để chuẩn bị thiết vàng. Và trên mình các bạn đang xem đây là ba chữ Đức Lưu Quang Không có phụ đề tiếng Việt Chúng tôi sản xuất song song các cái bản có phụ đề tiếng Việt Và các cái bản không phụ đề Để cho quý khách trên toàn quốc được chiêm ngưỡng Và biết đến các cái mẫu mã đa dạng nhất hiện nay Cơ sở đồ gỗ online đáp ứng ra thị trường trung bình một tháng từ 100 tới 200 bộ như này. Sơn PU bóng năm 50, cánh rán, chữ thép vàng Đài Loan. Và để thiếp được các cái bộ chữ này yêu cầu người thợ phải tỉ mỉ trong từng công đoạn. Và hiện nay thì miền Bắc đang rơi vào cái đỉnh điểm của mùa Z. Nên là chúng tôi cũng tính cái công thức nó dư ra. Nó rơi vào khoảng 4 tiếng thì chúng ta sẽ đưa vàng vào. Các bạn đang xem đây là những người thợ chúng tôi dùng chiếc bút rất là nhỏ. Và cầm cũng phải rất là chuẩn không được để sơn cầm nó rơi xuống nền nếu rơi xuống nền thì vàng nó sẽ thép vào nền nó sẽ không được đẹp và chúng ta cùng trở lại với bức hoành phi siêu to khổng lồ có kích thước dài ba mét rưỡi rộng một mét hai đang được ba người thợ chúng tôi thép vàng đài loan mới xong được và sau khi thép vàng thì chúng tôi sẽ dùng các cái chổi lông mịn miết các cái lá vàng để ăn vào gỗ. Các công đoạn này yêu cầu tỉ mỉ chính xác tới từng mm, chỉ sai một ly thôi, nó sẽ đi một dặm. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái màu vàng sáng bóng khi chúng ta hoàn thiện đầy đủ. Và đây là bước hoành phi ba chữ, có các cái ô đố cây tứ quý xung quanh giống với các cái bàn thờ ô sa mà chúng tôi đã giới thiệu trong rất nhiều video đồ thờ cúng các cái công đoạn này chúng ta chỉ cần chậm thôi là nó sẽ hỏng hết các cái sản phẩm và làm lại từ đầu thì rất là lâu trong rất nhiều video clip về đồ thờ cúng trước chúng tôi đã giới thiệu các quy trình thiếp vàng bàn thờ ô sa hay là cuốn thư câu đối trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các bộ hoành phi câu đối cỡ lớn cỡ khủng và đặc sắc trên Việt Nam Và đây lại là bộ 4 chữ Có chia các cái ô đố Và bên ngoài có các cái tai Rất giống với khám thờ Thường thì các bức hoành phi này sẽ được treo vào các cái nhà chùa Hay đình cỡ lớn Chứ đình bé thì cũng không thể treo được Vì nó có cái bản diện tích rất là rộng Rộng lên tới gần Dài lên gần 4 mét Và chiều rộng là 1 mét 3 gần 1m3 Nó cũng thuộc cung số đẹp đó là Tiến Bảo Tài Đức Toàn bộ các cái chữ Hán Nôm này cũng có các cái chữ phụ đề ở phía dưới Chúng tôi làm cơ sở có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Yên Lanh qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Đồ gỗ hiền lành cảm ơn quý khách đã tin tưởng theo dõi chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ hiền lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Các bạn đang xem đây là bức hoành phi chúng tôi đang miết những lá vàng cuối cùng để tạo ra được các cái hình thù ban đầu đây là bức hoành phi chạm ba chữ đó là cấp cô tư đồng kích thước với bức hoành phi bốn chữ vừa rồi đó là dài ba m năm mươi rộng một m hai bảy toàn bộ các cái đầu này chúng tôi sau khi sơn son chúng tôi sẽ lắp vào và nhà chùa sẽ về lấy vì nhà chùa là có người lắp lấy nên chúng tôi bàn giao ngay trực tiếp tại cơ sở mà chúng tôi không cần phải lắp. Toàn bộ các cái lượt tương tác tới đồ gỗ Hiền Lành là tự nhiên, không qua quảng cáo Google AdSense hay cũng như các cái trang mạng quảng cáo tăng view, tăng lượt xem. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo.